Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Phái đoàn Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu EU tổ chức tọa đàm trực tuyến về xuất khẩu rau quả sang EU. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thông tin tổng quan về chính sách và quy định của EU về nhập khẩu rau quả và trao đổi kiến nghị các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, đồng thời trao đổi chia sẻ một số giải pháp như chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý sau thu hoạch, tăng cường kiểm dịch kiểm tra chặt lô hàng và ưu tiên cho những vùng sản xuất rau quả đạt Việt Gáp, Global Gáp, đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, bao bì, nhãn mác, sản lượng đủ lớn, chi phí logistics. Tỉnh Hưng Yên có trên 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có khoảng 15 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu rau quả. Năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt trên 12 triệu đô la Mỹ. 9 tháng năm 2021 ước đạt trên 3 triệu đô la Mỹ. Với diện tích trên 4.600 ha nhãn, năm 2021, sản lượng nhãn của tỉnh Hưng Yên đạt gần 50.000 tấn, là năm đầu tiên hàng chục tấn nhãn lồng Hưng Yên được xuất khẩu sang thị trường Anh và EU. Để đủ điều kiện xuất khẩu nhãn sang thị trường này, các diện tích đều được sản xuất theo quy chuẩn Việt Gáp, đồng thời phải lấy mẫu và kiểm nghiệm trên 800 chỉ tiêu bảo vệ thực vật của sản phẩm. Cùng với nhãn, một số nông sản đã được xuất khẩu sang thị trường này như sản phẩm từ nghệ, rau quả. Để khơi thông thị trường tiêu thụ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu,